Tụi mà sao giống như là nó không cho mình đi vậy ta, mà mình đi lụi. Ngang qua cái đường tránh hầm cổ mẻ và hầm đèo kẻ. Sáu bảy chắc Cần Thơ hả? Phải ta biết chắc đi xuyên Việt rồi. Ở Đại Lãnh cái khu này thì có nổi tiếng là lẩu mực ăn ngon. Lẩu mực hồi xưa giờ luôn á, dọc mấy cái đường này nè. Tại vì ngay cái cảng cá Đại Lãnh luôn, họ câu mực câu đồ vô luôn cho nên nó tươi. Giá cả nó cũng bình dân nữa. Ở đây thì dân họ đi họ không có đội mũ bảo hiểm. Tại vì cái biển hộ của họ là gần á, đi quần gần trong thôn này là họ đâu là mua bảo hiểm bảo heo gì đâu. Đi ngang cái cây gì á, cái cây huyền thoại, biết còn sống hay là để tèo. Đâu mất ta. Này. Chết mày, đâu còn cặt gì nữa. Rụng khô queo khô quắp. Trước mẹ để nó hoang dã thì nó sống. Du lịch sinh thái quần què gì đâu được mấy bữa chết mẹ luôn.
cây nó chết thôi chứ không ai đâu tới được hết. Người ta tới chủ yếu nhờ cái cây đó, giờ cái cây nó chết luôn thôi. Này dưới Tuy Hòa đường biển họ làm lại khúc ở bên này rồi nè. Rước bên này là cái rừng dương, quy hoạch lại bãi giữ xe luôn. Quảng trường này cũng làm lại luôn nè, tăng tan lại cho nó mới mẻ chứ. Chúng ta đang đi giữa những lũy tre làng của vùng đất Tuy Hòa, Phú Yên. Giữa những cánh đồng lúa giờ nhổ nó sạch bách hết rồi, hình như là đang gieo lại vụ mới của sẽ gì quên mất rồi. An Tây, Tây An, An Tây gì đó mình không nhớ. Hai bên đường đẹp chứ, hai bên đường cỏ đồ mọc đẹp chứ. Cỏ đây ta trồng để hái cho bò ăn nè. Dịch một đàn dịch luôn. Wow. Đi vô như vô trong làng, trong thôn của người ta. Ủa đồ ơi, ủa một cái đường gì mà ghê vậy? Xeo khúc này họ không làm luôn người ta. Này rồi mấy người dân đây họ chưa chịu nhường đất, đủ mấy giờ xe chứ. Ui trời, đủ. Thè giờ xe chút còn hơn té. Ta đang đi tới địa điểm cầu gỗ Ông Cọp, biết mấy có cho đi chưa ta? Cho đi rồi kìa. Cầu này vào cái mùa mưa bão là thôi, nó cuốn bay trong vòng một nốt nhạc. Mẹ đi vô giữa mấy cái, đi ở giữa kia nó yếu quá, nó sập xuống một cái chết mẹ luôn. Sao giống như là nó không cho mình đi vậy ta, mà mình đi lụi.
nguy hiểm mà trời. Chết mẹ, thôi ráng. Đâu xe không chặn cho kia lại chú. Hả? Xe không chặn lại. Một chiếc xe tổng không? Không hết rồi. Đu chặn lại cho tưởng xong rồi. Đúng rồi kìa. Có tiền không? Đúng rồi kìa. Đu mới chặn cho kia lại chứ. Biết đâu. Bao luôn không? Ờ thối lại trên bờ. Hả? Thối lại. Thối lại có tiền thối. Đu bao luôn anh. Quá chặn. Đi sợ rớt chết mẹ. Coi cái kéo chúng mới đình lũng mẹ đó không ta. Đi qua cầu gỗ ông cọp sợ vãi linh hồn, cái cầu đó chưa người ta xây, người ta làm sửa lại chưa có xong, có nhiều đoạn nó vẫn còn mắc mô gồ ghề đồ mục rửa tùm lum le mà trên phi qua đủ mới hên nó đéo lọt xuống xong, mà ông có đủ sao ông không chịu rèo phía kia lại, ông để cho người ta đi ai biết đâu, cũng không ai dặn nữa. May sao đủ con que được tới bờ bên này, tưởng đi giữa đường rất mẹ xong chết luôn á. Đang ngồi nghỉ chút rồi về, kiếm chỗ mua dừa rồi về. Cái nhận đi cái nhông 40 be này đi một mình thì được. Nhưng mà với cái điều kiện đi, cái điều kiện lên dốc xuống dốc thì nó hơi bị đuối. Đi đường bằng rồi được. Thôi đủ mới sợ phải linh hồn ngồi cho tĩnh tâm lại. Mấy nãy em nãy mà nó rớt xuống sao chắc chết luôn á. Sau cả một ngày trời bèo liên tục chạy khắp các nẻo đường ở thành phố, ở tỉnh Phú Yên, thì bây giờ mình sẽ ngừng chân tại đèo Cả để mà vô một chút nước cho nó mát mẻ. Thì ở trên đèo Cả là nó có những cái chỗ mà họ thiết kế những cái vòi phun nước tự nhiên như thế này, cái áp lực nước là nó rất là mạnh. Theo những người dân làm những cái dịch vụ này thì cái nước này là lấy trực tiếp từ trên núi, nó chảy xuống, nó theo cái nguồn cho nên là nó phun ra rất là mạnh. Và nước này là hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà để mà cho nó đẹp lòng giữa cả hai bên thì các mấy anh chị em vào thì uống một cái chai nước gì đó rồi ra là xịt nước, xịt mệt nghỉ luôn, xịt khi nào mà mệt thôi. Chứ còn cái nước này thì họ không có tính phí. Ngoài ra những cái quán nước này là nó nằm trên đèo cho nên là nhìn xuống cảnh biển rất là đẹp, đặc biệt là những cái khu, những cái ngày trời nắng như là buổi chiều ngày hôm vừa rồi mình đi, là từ đây có thể nhìn xuống khung cảnh rất là hữu tình, rất là nên thơ và không khí rất là trong lành để mà hồi phục lại sau một chuyến đi xe và vất vả.